Ngày 7 tháng 1, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ án mạng do va chạm giao thông khiến hai người thương vong. Trước đó, khuya ngày 6 tháng 1, anh Lê Thanh Dê, sinh năm 1989, đi xe máy tới vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì va quẹt với xe máy do Phạm Văn Đoan, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển. Dù không có ai bị thương, nhưng cả hai cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau. Lúc này Đoan rút hung khí đâm vào anh Dê, nên anh Dê đánh trả nhưng bị đâm trúng ngực, nằm gục tại chỗ. Anh B, sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp, thấy vậy liền chạy lại can ngăn, cũng bị Đoan đâm vào lưng. Người dân chạy tới khống chế Đoan và đưa hai nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Dê đã tử vong. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân Dê là cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự công an của một quận tại thành phố Hồ Chí Minh.